Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập hệ thống lại các kiến thức môn địa lý mà chúng ta đã học trong chương trình học kỳ 2 để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ, bài kiểm tra thi học kỳ 2 đó các em nha. Mời các em lấy tập, lấy sách ra, các em lắng nghe cô ôn tập và các em ghi chép lại bài đầy đủ các em nha. Cũng giống như các bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ của học kỳ 1 và học kỳ 2 thì môn địa lý bao giờ cũng có hai phần khi chúng ta làm bài kiểm tra. Phần thứ nhất đó là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần kỹ năng. Cả hai phần này đều có số điểm như nhau là 5 điểm. Riêng đối với bài kiểm tra cuối kỳ này, phần lý thuyết cô sẽ tập trung vào hai bài, đó là bài 38 và bài 39 với tất cả là 5 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là hãy nêu đặc điểm vùng biển đảo của Việt Nam. Câu hỏi thứ hai là trình bày tiềm năng, thực trạng, phương hướng phát triển ngành du lịch biển đảo của nước ta. Câu hỏi thứ ba là trình bày tiềm năng, thực trạng, phương hướng phát triển ngành khai thác chế biến khoáng sản biển. Câu số 4 là trình bày tiềm năng, thực trạng, phương hướng phát triển tổng hợp ngành giao thông vận tải biển của nước ta. Và câu cuối cùng, câu số 5, hãy nêu thực trạng nguồn tài nguyên, môi trường biển đảo của nước ta hiện nay ra sao, nêu những phương hướng chính để bảo vệ nguồn tài nguyên biển đảo của nước ta. Chúng ta đi từng câu hỏi một. Câu hỏi thứ nhất, hãy nêu đặc điểm chung của vùng biển và đảo của Việt Nam. Với vùng biển của nước ta, vùng biển nước ta được xem là một bộ phận của Biển Đông, bao gồm có 5 bộ phận: vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Cả nước có 28 tỉnh thành giáp với biển và diện tích của vùng biển Việt Nam khoảng 1 triệu km vuông với đường bờ biển dài 3.260 km. Nói về đảo và vùng đảo ở Việt Nam, cả nước ta có 4.000 đảo lớn nhỏ chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ. Các đảo ven bờ có diện tích lớn là đảo Phú Quốc, đảo Cát Bà và các đảo có số dân khá đông đó là đảo Phú Quốc, đảo Cái Bầu, đảo Phú Quý, đảo Lý Sơn, đảo Cát Bà và Côn Đảo. Các đảo xa bờ gồm đảo Bạch Long Vĩ, Phú Quý và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Câu hỏi thứ hai, hãy trình bày tiềm năng, thực trạng và phương hướng phát triển ngành du lịch biển đảo của nước ta. Đây là phần trả lời của câu hỏi thứ hai về tiềm năng. Đường bờ biển dài, dọc bờ biển có 120 bãi cát dài, rộng, phong cảnh đẹp. Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh đẹp, đặc biệt là Vịnh Hạ Long. Về thực trạng, đang phát triển nhanh nhưng tập trung khai thác hoạt động tắm biển, các hoạt động khác còn hạn chế. Về phương hướng phát triển đa dạng hơn các hoạt động du lịch biển, lướt ván, lặn biển, tăng cường cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là trình bày tiềm năng, thực trạng, phương hướng phát triển ngành khai thác chế biến khoáng sản biển ở nước ta. Về tiềm năng, có nhiều khoáng sản có giá trị, titan dọc bờ biển, cát thủy tinh ở Vân Hải, Cam Ranh, dầu mỏ có ở thềm lục địa phía Nam, nghề làm muối phát triển từ Bắc vào Nam. Về thực trạng đang được chú ý phát triển mạnh, đặc biệt là ngành công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp hóa dầu bước đầu hình thành. Phương hướng phát triển công nghiệp hóa dầu, sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, hóa chất cơ bản, phát triển công nghệ nghề cao về dầu khí. Tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Trình bày tiềm năng, thực trạng, phương hướng phát triển tổng hợp ngành giao thông vận tải biển của nước ta. Về tiềm năng, nước ta có nhiều vũng vịnh cửa sông để phát triển xây dựng cảng biển, nằm gần nhiều tuyến đường giao thông biển quốc tế. Vì thực trạng có hơn 90 cảng biển và cảng lớn nhất là cảng Sài Gòn, đội tàu biển quốc gia được tăng cường. Về phương hướng xây dựng lực lượng hàng hải mạnh và hiện đại, phát triển toàn diện lực lượng hàng hải. Tiếp theo là câu 5 là câu cuối cùng. Hãy nêu thực trạng nguồn tài nguyên môi trường biển đảo của nước ta hiện nay, nêu những phương hướng chính để bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường biển đảo này. Phần thứ nhất, thực trạng nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo của Việt Nam. Về tài nguyên, nguồn tài nguyên biển hiện nay đang bị giảm sút dần.
về diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh, nguồn lợi hải sản giảm đáng kể, sản lượng đánh bắt giảm, một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, chất lượng các loài hải sản suy giảm. Về môi trường biển đang có xu hướng ô nhiễm và ngày càng gia tăng. Hậu quả làm giảm sút nguồn tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến chất lượng các khu du lịch biển. Về phương hướng để bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo. Thứ nhất là đầu tư đánh bắt xa bờ, bảo vệ và trồng rừng ngập mặn, bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Và cuối cùng là phòng chống ô nhiễm biển. Đó là 5 câu hỏi lý thuyết. Trong 5 câu hỏi này thì chúng ta thi sẽ có 2 câu trong 5 câu hỏi này. Về phần kỹ năng, nếu như phần lý thuyết cô tập trung vào hai bài 38, 39, đó là bài phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, thì ở phần kỹ năng cô sẽ cho các em đọc bản đồ là phần kỹ năng thứ nhất. Với kỹ năng đọc bản đồ, cô sẽ cho các em đọc bản đồ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là dựa vào bài 35, 36. Câu hỏi thứ nhất là hãy kể tên các tỉnh, thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có tất cả là 12 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương. 12 tỉnh đó là Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, và một thành phố lớn đó là thành phố Cần Thơ. Câu hỏi thứ hai, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có các trung tâm công nghiệp lớn, đó là Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất, tiếp theo đó là Tân An, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau, Hà Tiên, vân vân. Câu hỏi thứ ba, câu hỏi này thuộc vùng Đông Nam Bộ. Hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp bao gồm cây trồng, vật nuôi của vùng Đông Nam Bộ. Câu này đối với các em không xa lạ, bởi vì chúng ta cũng đã từng đọc qua bản đồ và cũng đã từng làm bài kiểm tra một tiết rồi, có không nè? Như vậy trong 3 câu hỏi này thì chúng ta sẽ là khi làm bài kiểm tra học kỳ 2 thì chúng ta sẽ được chọn một trong 3 câu hỏi này. Tiếp theo phần thứ hai đó là phần vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Bài tập thứ nhất, đây là bài tập nằm ở trang 116 sách giáo khoa. Dựa vào bảng số liệu số dân thành thị và số dân nông thôn của thành phố Hồ Chí Minh qua 3 năm 95, năm 2000 và năm 2002, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện số dân thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh qua các năm, và sau đó nêu nhận xét. Đây là bài mà cô cũng đã hướng dẫn các em trên lớp rồi. Tuy nhiên, trải qua 1 tháng rưỡi thì chắc có lẽ là chúng ta cũng đã quên phần vẽ biểu đồ này rồi. Thế thì hôm nay cô sẽ nhắc lại cách vẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ trên trục tung thể hiện đơn vị nghìn người, và trục hoành thể hiện mốc thời gian là các năm. Căn cứ vào bảng số liệu thì chúng ta thấy bảng số liệu chúng ta chia ra thành 11 đoạn bằng nhau, mỗi một đoạn tương ứng là 500.000. Và trên trục hoành chúng ta sẽ vẽ 3 cột. Cột thứ nhất là cột năm 1995, cột thứ hai là cột năm 2000 và cột thứ ba là năm 2002. Chiều cao của 3 cột này chúng ta sẽ căn cứ vào cái tổng số dân của thành phố Hồ Chí Minh qua 3 năm. Chúng ta lưu ý là chiều cao của 3 cột biểu đồ 95, 2000 và năm 2002 chúng ta căn cứ vào tổng số của dân
nông thôn và thành thị của thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta vẽ nhé các em. Sau khi chúng ta vẽ ba cột rồi thì trong từng mỗi cột đó chúng ta sẽ căn cứ vào bảng số liệu, chúng ta sẽ vẽ hai phần. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phần dân số của nông thôn. Sau khi chúng ta vẽ phần dân số nông thôn thì tự động thành phần thứ hai xuất hiện, đó là thành phần dân thành thị. Và trong mỗi cột chúng ta sẽ ghi số dân của nông thôn và số dân thành thị ra. Sau khi hoàn tất việc vẽ ba cột rồi, chúng ta sẽ ghi số liệu làm ký hiệu và ghi tên biểu đồ. Kết thúc phần vẽ biểu đồ. Còn về phần nhận xét chúng ta sẽ chọn mốc thời gian là từ năm 1995 đến năm 2002. Tổng số dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta nhìn qua cái chiều cao của ba cột cũng như là số liệu tổng số dân của 3 năm 95, 2000 và năm 2002 thì chúng ta thấy rằng số dân của thành phố Hồ Chí Minh tăng liên tục qua các năm, và tăng bao nhiêu chúng ta sẽ lấy cái số dân của năm đầu tiên với số dân của năm cuối cùng, tức là số dân của năm 1995 và số dân của năm 2002 để chúng ta tính toán xem là số dân của thành phố Hồ Chí Minh tăng lên bao nhiêu nghìn người các em nhé. Lưu ý là phải để ý cái đơn vị nghìn người. Nếu làm bài chỉ ghi số liệu mà không để ý đơn vị, coi như cái bài chúng ta không có điểm. Thế nhưng mà trong số dân của thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta bắt đầu tách ra dân số nông thôn thì lại giảm. Dân số nông thôn giảm và giảm không liên tục qua các năm. Và giảm bao nhiêu thì các em sẽ lấy số dân của năm 2002, các em trừ cho số dân của năm 1995 thì sẽ ra số dân giảm. Và số dân thành thị thì ngược lại tăng liên tục qua các năm. Và chúng ta cũng sẽ lấy cái số dân của năm 1995 trừ cho năm 2002. Chúng ta trừ lại cho số dân của năm 1995 thì chúng ta sẽ ra đáp số số dân thành thị tăng bao nhiêu. Là chúng ta sẽ xong phần nhận xét. Các em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước và nêu nhận xét. Đây là một bài tập nằm ở bài 37 là bài thực hành, và cô cũng đã từng hướng dẫn các em rất là rõ ràng ở cái phần vẽ biểu đồ này. Tuy nhiên cô sẽ nói lại một lần nữa để các em nắm rõ cái phần này. Chúng ta cũng vẽ một cái hệ trục tọa độ ở trục tung. Chúng ta sẽ ghi cái giá trị thể hiện, cái đơn vị thể hiện ở đây là phần trăm, còn trục hoành thể hiện mốc thời gian. Ở đây do cả nước, chúng ta thấy là cả nước cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi đều có số liệu là 100% ngang bằng như nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ trên cái trục hoành á, chúng ta sẽ vẽ ba cột, một cột cá biển khai thác, một cột cá nuôi và một cột tôm nuôi. Tất cả ba cột này có chiều cao bằng nhau và bằng 100%. Trên trục tung thì chúng ta sẽ căn cứ vào bảng số liệu, chúng ta sẽ chọn ra số liệu cao nhất và chúng ta sẽ làm tròn số, chúng ta sẽ chia 10 đoạn bằng nhau. Mỗi một đoạn như vậy là tương ứng 10%. Bởi vì trong bảng số liệu này chúng ta thấy rằng là con số cao nhất đó là 100. Do đó chúng ta sẽ lựa chọn con số 100 này, chúng ta chia trên trục tung là 10 đoạn bằng nhau các em nha. Mỗi một đoạn tương ứng là 10%. Kế đến, trong mỗi cột dựa vào bảng số liệu mà chúng ta có sẵn đó, các em sẽ vẽ 3 phần. Một phần là đồng bằng sông Cửu Long, một phần đồng bằng sông Hồng và phần còn lại đó là của các vùng còn lại. Sau khi chúng ta vẽ xong, hoàn tất xong ba cột thì chúng ta sẽ làm một thao tác, đó là chúng ta ghi ký hiệu, làm ký hiệu, ghi số liệu, làm ký hiệu và ghi tên biểu đồ thì kết thúc cái phần vẽ biểu đồ. Như vậy vừa rồi là cô đã ôn tập cho các em cả phần lý thuyết và
phần kỹ năng. Cô chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt các em nhé. Chào các em.